Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một ngữ pháp mới trong ngữ pháp của N4 các bạn nhé. Và đó là ngữ pháp gì thì xin mời các bạn chú ý ở những slide tiếp theo. Như trên màn hình các bạn thấy chúng ta có một câu ví dụ, đó là gì các bạn? Hay kore o hyaku mai kobishite moraemasen ka? Kore o hyaku mai kobishite moraemasen ka? Và khi này thì người phụ nữ này muốn nhờ người đàn ông photo dùm cho mình, thì cô ấy đã nói là kobishite moraemasen ka. Vậy thì cái moraemasen ka có thể dùng trong trường hợp nào và cách dùng như thế nào thì xin mời các bạn theo dõi những slide tiếp theo. Tiếp tục lại là một ví dụ các bạn ha. Như trên màn hình các bạn thấy là nhân viên và sếp của mình, thì anh nhân viên này đang muốn nhờ người sếp mình xem dùm cho mình cái bản báo cáo. Thì khi này anh ấy đã nói là Reporto o kaitan desu ga chotto mite tadakemasen ka? Hay Reporto o kaitan desu ga chotto mite tadakemasen ka? Và các bạn để ý là anh ấy có sử dụng te tadakemasen ka. Vậy thì te tadakemasen ka này có ý nghĩa là gì và cách dùng như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi những slide tiếp theo. Ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sẽ là động từ VT các bạn ha. VT đi với moraemasen ka hoặc là itadakemasen ka, có ý nghĩa là vui lòng làm giúp cho tôi, vui lòng làm về giúp cho tôi. Dùng để khi mà các bạn muốn nhờ vả ai đó làm gì cho mình, muốn nhờ người khác làm gì đó cho mình thì các bạn sẽ sử dụng cái này. Và các bạn lưu ý giúp mình là trước đây các bạn đã học về tekuremasen ka và tekudasaimasen ka. Thì bốn câu này đều có ý nghĩa giống như nhau các bạn ha. Nhưng mà mức độ lịch sự thì nó sẽ tăng dần từ VT kuremasen ka và cuối cùng là VT tadakemasen ka. Như vậy thì VT itadakemasen ka sẽ có ý nghĩa lịch sự nhất trong tất cả bốn mẫu câu mà chúng ta đã học qua. Và để hiểu rõ hơn, để vận dụng được mẫu ngữ pháp ngày hôm nay thì xin mời các bạn đi tới một vài ví dụ tiếp theo. Như các bạn thấy là trên màn hình đó là có một nhóm bạn đang ăn ở trong quán các bạn ha. Và có vẻ như hơi ồn cho nên là người nhân viên phục vụ của quán đã nói câu gì các bạn? Shizuka ni shite moraemasen ka? Shizuka ni shite moraemasen ka? Xin vui lòng giữ yên lặng giúp cho tôi. Xin vui lòng giữ yên lặng giúp cho tôi. Và khi này thì cô ấy đã sử dụng VT moraemasen ka rất là lịch sự các bạn ha. Nhờ vả là người khác giữ yên lặng giúp cho mình nhưng rất là lịch sự. Tiếp tục chúng ta nhìn trên màn hình đó là cô gái này là đang khiêng một đồ vật rất là nặng và có vẻ như là quá sức và muốn nhờ sự giúp đỡ từ phía người nam. Khi này thì cô bé này nói là gì các bạn? Hay tetsudatte moraemasen ka? Vui lòng giúp cho tôi có được không? Vui lòng giúp cho tôi một tay có được hay không? Te moraemasen ka các bạn ha. Tiếp tục, trên màn hình các bạn thấy đó là người nhân viên muốn nhờ người sếp kiểm tra hoặc là cũng có thể là muốn nhờ người sếp ký cho mình. Thì khi này cô ấy nói là Sacho sai no shite tadakemasen ka? Sacho sai no shite tadakemasen ka? Khi này thì cô ấy sử dụng là VT tadakemasen ka, rất là lịch sự các bạn ha. Đây được xem là cái mẫu lịch sự nhất trong tất cả bốn mẫu mà chúng ta đã học, nhờ vả ai đó làm gì cho mình. Giám đốc xin hãy ký giùm cho tôi có được không? Tiếp tục, cô gái này có vẻ như là đang gặp vấn đề với cái máy photocopy và muốn nhờ người đàn ông xem giúp giùm cho mình. Khi này thì cô gái này nói gì các bạn? Hay kopiki ga ugokanai desu ka? Chotto mite tadakemasen ka? Cái máy photocopy thì nó không hoạt động nữa. Anh có thể làm ơn xem giúp giùm cho tôi một chút có được hay không? Rất là lịch sự, mite tadakemasen ka, nhờ vả người khác xem giúp cho mình các bạn ha. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn ơi, đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập các bạn nhé. Và chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đúng và đạt được 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học kế tiếp. Mata kondo negashimasu.